định nó sợ chụp hình chứ mà nó đâu có biết mấy cái đồi này đâu em. Thôi chở nó đi nha. Nó biết. Nó biết để sau này nó có khách nó dắt đi. Không không biết. Bầu còn đỉnh cái kế bên này là gì? Cái đỉnh đó gọi là đỉnh của hồi xưa nó gọi là nó gọi là đỉnh núi voi á. Cái nhà đó là nhà cái trường gọi là nôm na là cái trường của nó dạy đào tạo trường công an viên, cao đẳng viên, coi như là công an viên. Thông này cái đồi này bây giờ nó còn giá trị này, kể chừng 5 năm nữa là cái đồi này coi như vứt. Thông này nó lên nó che hết rồi đâu có nhìn thấy gì nữa đâu mà. Thank you.
xuống dưới rồi chở bà lên đi. Em tưởng đâu ảnh còn ngồi đâu bên kia, chạy qua bên kia đâu thấy đâu. Điện thoại tới đây gọi thì nói ra tới ngoài đường nhựa rồi. Thank you.
Cái đây à? Cái ngồi em. Cái đường này thì hồn khóc rồi, không được đi được, đi một mình cũng không dám đi luôn. Ở hồng bên đó thấy đằng sứ vàng, thấy cỏ hồng. Ừ. Hồng ra. À, có hồng đúng rồi. Mới cửa ở đây nó đỏ lửa hết bữa nay.
hai một đốt cơ học. Đồi lộng gió, còn nó nói là đồi đồi đây đồi cỏ hồng. Kia là hướng đông, cho nên mặt trời nó lú lên mấy cái đỉnh đó, nó bắt đầu nó sang. Nghe đi sớm như vậy phải đi thật sớm. Đó, nó đi cửa 4 giờ sáng. Cái chỗ này là cái đêm này là đông người nhất này.